Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, truyền hình nhà nước Trung Quốc tối qua đưa tin, các cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan đã kết thúc sau 2 ngày diễn tập. Kinh tin tức quân sự nhà nước Trung Quốc CCTV 7 cho hay, quân đội Trung Quốc đã hoàn thành thành công cuộc tập trận Liên kiếm 2024A. Trong cuộc tập trận, hải cảnh Trung Quốc tiến hành các hoạt động diễn tập thực thi pháp luật. Cảnh sát biển Trung Quốc diễn tập khoa mục huấn luyện, xác minh và nhận dạng, cảnh báo và ngăn chặn, cũng như kiểm tra năng lực tiến hành các hoạt động chung trên biển và ứng phó khẩn cấp. Cùng ngày, cơ quan quân sự Đài Loan thông báo đã phát hiện 62 máy bay Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan, trong đó có 47 chiếc vượt qua đường trung tuyến. Thưa quý vị, hôm qua, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang lên kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân tại Singapore bên lề hội nghị an ninh đối thoại shangri vào tuần tới. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Austin gặp trực tiếp một người đồng cấp Trung Quốc kể từ tháng 11 2022, khi hai nước tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho liên lạc và ngăn chặn sự cạnh tranh địa chính trị biến thành xung đột. Hồi tháng 4 vừa qua, hai quan chức này đã gặp trực tuyến, thảo luận về tình hình ở Biển Đông và Đài Loan cũng như cuộc xung đột tại Ukraine và chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Khi đó, ông Austin và ông Đỗng Quân tái khẳng định thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân viên viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Nghị quyết được thông qua với 14 phiếu thuận và một phiếu trắng của Nga, kêu gọi tất cả các nước tôn trọng và bảo vệ nhân viên nhân đạo và nhân viên Liên Hợp Quốc, cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế theo Công ước Geneva. Nghị quyết không đề cập đến các khu vực xung đột, mà nhắm vào nỗ lực giảm tỷ lệ thương vong đối với nhân viên viện trợ, nhiều lúc nhiều bất ổn đang diễn ra trên toàn cầu. Trong đó có cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza. Phát biểu tại phiên bỏ phiếu, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Robert Woods nói, hơn 250 nhân viên nhân đạo thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Gaza. Con số này còn nhiều hơn số nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng trong suốt lịch sử Liên Hợp Quốc cộng lại. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, từ năm 2003 đến nay có 2.500 nhân viên viện trợ nhân đạo thiệt mạng trên toàn thế giới. Hôm qua, Tổng thống Pháp cùng các quan chức của Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Jordan đã hội đàm về cuộc xung đột ở Gaza và phương án thành lập một nhà nước Palestine tồn tại song song cùng với Israel. Cuộc hội đàm có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Pháp, Thủ tướng Qatar, Ngoại trưởng Ai Cập, Ngoại trưởng Jordan và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út. Tuyên bố của Cung điện Elise cho biết, các quan chức đã thảo luận về mọi đòn bẩy khả thi để mở lại tất cả cửa khẩu vào Gaza. Theo tuyên bố, đại diện năm nước cũng thảo luận về cách tăng cường và làm sâu sắc thêm sự hợp tác và thực hiện hiệu quả giải pháp hai nhà nước, đảm bảo hòa bình và an ninh cho Israel, cũng như đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người Palestine. Nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định sự phản đối trước cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah của Gaza và các khu định cư mới ở bờ Tây bị chiếm đóng. Thưa quý vị, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah, hôm qua đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công Israel bất ngờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông có kế hoạch quân sự đáng ngạc nhiên đối với Liban. Phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố Israel sẽ bất ngờ trước sự phản kháng của chúng tôi. Ông Nasrallah nói thêm, lực lượng kháng chiến này đã nghiên cứu tất cả các giả thuyết và kịch bản. Căng thẳng dọc biên giới Liban Israel leo thang từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, sau khi Hezbollah phóng một loạt tên lửa về phía Israel để thể hiện tình đoàn kết với Hamas. Sau đó, quân đội Israel đã trả đũa bằng cách bắn pháo hạng nặng về phía đông nam Liban. Thưa quý vị, hôm nay các quan chức Papua New Guinea cho biết đã tìm thấy được 3 thi thể sau trận lỡ đất, đồng thời cho biết số người chết có thể sẽ tăng đáng kể. Thảm họa xảy ra tại ngôi làng hẹo lánh Kaokalam, Kalam, tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby khoảng 600 km về phía tây bắc vào sáng qua, để lại bãi đất đá có kích thước lớn bằng 4 sân bóng đá. Ông Sandis Saka, quan chức tỉnh Enga cho biết đến nay 3 thi thể đã được tìm thấy, nhưng khả năng con số này sẽ tăng đáng kể. Ông cho biết vụ lở đất đã ảnh hưởng đến khoảng 3.900 người ở ba ngôi làng lớn, với khoảng 60 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Theo ông, nỗ lực cứu hộ bị cản trở do đường cao tốc chính bị hư hại. Trước đó, hội chữ thập đỏ Babu New Guinea cho biết hơn 100 người được cho là đã chết. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin Thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!